Chào bà con, gần một tuần lễ xa vợ, hai ông miền Nam đang ngồi rầu rĩ đây bà con. Một ông là rầu thấy râu rụng rồi. Bây giờ miền Nam đang rầu rĩ thì nhớ vợ quá chừng nè. Ở ngoài này nó không cho đi chỗ nào chơi, toàn nhậu tới nhậu không à. Trong đó có tôi. Ok, Dũng đâu? Nghe thấy không? Mai kia về đây, Hùng Dũng. Đâu Dũng hả? Không, mình quay vậy thôi. Mấy ông đang chỗ này chiên cá này bà con. Khi mình chiên như thế này á, thì mình cần phải có dầu nhiều. Dầu nhiều hay dầu ít thì nó mới ngon. Dầu nhiều nó được cái độ nóng của nó, thì mình bỏ chiếc muỗng, chiếc cái gì? Cái đũa vô hả? Sôi nước lên, sôi cái dầu lên, thì mình bỏ vô cái da nó sẽ giòn. Đại khái nói vậy đúng không? Đúng hả? Thì ok hả? Con cũng không biết dậu mà cũng biết đại khái chiên cá như thế nào hả bà con? Cái này chiên bằng ga. Khi mà nó chiên giòn nó vậy rồi, hai ông đây ngồi nhớ vợ mẹ nó, hồi nào giờ mình không có nấu ăn. Để con vợ nó nấu thì hai ông ngồi không nấu thì ông nhớ mấy bà ấy, tội nghiệp. Tội nghiệp cho mấy bà ấy. Để mai kia ông về ông trổ tài nấu ăn cho mấy bà. Sao có đôi nào tâm sự với mấy bà ấy không? Mệt lắm rồi. Mà con đi nhậu con mệt quá rồi nè, tối về không có được cái nào được đâu. Chờ thứ tư tuần tới nha, đến 7 ngày 3. Đến 7 ngày 3 mà ông không có sức này đập cho cái ông dậy. Ông không dậy thì đập thằng nhỏ nó dậy. Đó. Được không? Đến lắc đầu mẹ bà nó. Có nhiều khi giờ đi mới đi về mất trả bài mệt thấy bà. Mệt lắm. Ông thì chớp chớp mắt, ông thì lắc đầu. Mẹ thấy này phê thế nha. Chịu khó vậy đi. Từ chú trả công cho. Mấy ông ra ngoài để ông mới mua thuốc, ghé qua Huế mua rượu để minh mạng đó. Bảo đảm đêm 7 ngày 3. Ra vào không kể. Ôi, ok, tạm khái, đại khái mình quay gì nha, mà quay để nói tầm bậy bạ mà con chửi thấy bà luôn à. Đến bye bye bà con.